Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm nay chia sẻ về việc Thương Tín. Ba người đã từng giúp đỡ Thương Tín, hôm nay thì họ đều quay lưng. Lý do gì sao? Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Trước những phát ngôn gây sốc, nghệ sĩ Thương Tín không những vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận cộng đồng mạng, và những người từng giúp đỡ nam nghệ sĩ cũng đã quay lưng vì những lời nói gây sốc và làm ảnh hưởng tới họ. Chắc quý vị khán giả cũng còn nhớ vào tháng 2 năm 2021 thì nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ nhập viện vì đột quỵ, khiến nhiều người đồng nghiệp lo lắng và khán giả cũng thương yêu gửi lời chúc sức khỏe cho ông. Vào viện nhưng không có người thân bên cạnh và cũng không có tiền chi trả viện phí để điều trị trong lúc đó. Hoàn cảnh của nam tài tử rất là khó khăn trong thời gian này, làm cho cộng đồng mạng cũng như là đồng nghiệp hết sức là chạnh lòng. Sau đó anh em đồng nghiệp đã giúp đỡ, đặc biệt là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ cho nam diễn viên. Sau khi nhận được số tiền ủng hộ từ Mạnh Thường Quân, cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín dần được cải thiện hơn. Chính vì nhờ có số tiền đó mà nghệ sĩ Thương Tín trang trải được tiền viện phí, và trong cái khoảng thời gian cũng lấy cái số tiền đó chi tiêu và đồng thời cũng mua được bảo hiểm cho con gái của mình. Mãi cho đến cuối tháng 11 năm 2021 thì thông tin Thương Tín mắc Covid-19, nhưng trong túi không có nổi 1.000 đồng để mua thức ăn, làm người hâm mộ lo lắng và băn khoăn. Bên cạnh đó thì nghệ sĩ Thương Tín cũng từng chia sẻ trong cái thời gian dịch bệnh ở nhà gặp nhiều khó khăn, thiếu tiền nhà trọ khoảng 4-5 tháng mà không có tiền trả, nhờ là chủ nhà trọ thương tình họ cũng cho khất lại. Theo đó, dư luận ái ngại vì nghệ sĩ Thương Tín sẽ sử dụng số tiền được quyên góp quá nhiều. Như thế nào mà chỉ 8 tháng trôi qua thì cái số tiền đó chi tiêu hết, đến giờ phút này không còn 1.000 đồng trong túi. Và cũng thông tin từ ông, vợ con bỏ đi, bản thân ông không có tiền, vẫn nợ nần chủ nhà trọ. Thấy cuộc sống của nam nghệ sĩ tiếp tục rơi vào bế tắc, nhiều người cũng đã đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, có những người lên tiếng chỉ trích cách sống phung phí của nghệ sĩ Thương Tín, tiền tiêu như nước. Đó là cộng đồng mạng chia sẻ và bất bình về cái số tiền gần 800 triệu đồng. MC Phạm Anh và nghệ sĩ Kim Chi đã đứng ra kêu gọi ủng hộ cho ông cái số tiền từng ấy. Giữa lúc nhận nhiều thông tin trái chiều thì thông tin Thương Tín yêu cầu nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trả lại số tiền 244 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mình. Giọt nước đã tràn ly, khiến dư luận tiếp tục sôi sục và đồng thời phản ứng trái chiều với những phát ngôn gây sốc của nghệ sĩ Thương Tín. Đến đỉnh điểm là sau khi nhận toàn bộ số tiền thì nghệ sĩ Thương Tín gây chú ý khi tố Trịnh Kim Chi nhọc nhằn về tiền bạc. Bất ngờ bị đàn anh gọi tên, Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh sao kê chi tiết các khoản kêu gọi từ trang cá nhân của mình, đồng thời nhắn nhủ luôn tôn trọng đàn anh và xin phép khép lại ồn ào. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng không chia sẻ gì nữa. Tuy nhiên, trong một buổi live stream khác thì nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục bức xúc tố Trịnh Kim Chi lấy tiền Mạnh Thường Quân quyên góp cho ông gửi ngân hàng để lấy lãi. Trước những thông tin này thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tuyên bố sẵn sàng đối chất và làm việc với cơ quan chức năng để xác minh làm rõ vụ việc. Và sau đây là bức tâm thư viết trên trang cá nhân của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Mọi người thân mến, từ hôm qua đến giờ Chi nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn hỏi thăm và chia sẻ của mọi người. Thật sự cảm động. Ân tình này Chi không biết phải nói như thế nào ngoài lời cảm ơn đầy trân quý. Chi vẫn ổn, nói là ổn nhưng là buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng thôi, Chi sẽ không nói gì nhiều để phiền lòng mọi người và câu chuyện thêm phức tạp. Chi xin công bố tất cả quá trình Chi đứng ra làm cầu nối để Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh Thương Tín để mọi người có thông tin chính xác ạ. Một lần nữa, Chi xin nhắc lại, từ khi đứng ra giúp anh Tín, Chi chỉ công bố duy nhất số tiền Mạnh Thường Quân quyên góp bên phần Chi là
406.756.000 đồng. Chi tiết đã được Chi chia sẻ trên trang cá nhân sáng nay. Ngoài ra số tiền này Chi hoàn toàn không biết về số tiền nào nữa. Đây là những video mà Chi đã chia sẻ đầy đủ. Anh Thương Tính là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề. Chi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy. Mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình, nên mọi người xem xong xin hãy khép câu chuyện này lại để tất cả được bình yên. Và Chi cũng xin mọi người đừng comment những câu nặng nề dưới bài viết để tránh làm tổn thương tới người khác. Chi cảm ơn mọi người vì đã hiểu và thương Chi. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thương Tính cũng tỏ thái độ nghi ngờ MC Phạm Anh, một trong những người trực tiếp có mặt cạnh Thương Tính hồi đầu tháng 2 năm 2021. Trong buổi livestream của mình cùng với nhạc sĩ Tô Hiếu, thì nghệ sĩ Thương Tính nói lúc hôn mê bất tỉnh không biết gì hết, MC Phạm Anh mới dẫn vợ tôi đi ngân hàng làm một cái tài khoản khác mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi không biết luôn, sau này mới biết. Bây giờ tôi nói em nghe, những điều xấu tốt thì sau này mình mới biết, chứ còn bây giờ nói như vậy không phải ai dẫn đi làm tài khoản ngân hàng cũng tốt. Mình không hồ đồ như vậy, tôi không có tài khoản, tự nhiên dẫn vợ tôi mở cái tài khoản như thế này là hơi kỳ kỳ đó. Ngay lập tức chúng tôi đã liên hệ với MC Phạm Anh để tìm hiểu về sự việc này. Trao đổi với báo chí thì MC Phạm Anh chia sẻ, tôi nghiệm thu việc giúp đỡ chú ấy tầm khoảng một tuần sau đó rồi không liên quan gì nữa. Chưa dừng ở lại đó, tối ngày 28 tháng 12, nghệ sĩ Thương Tính tiếp tục bị một người từng đứng ra giúp đỡ quay lưng. Theo đó, trên sóng livestream của mình, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết dù đã hết mình giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tính, tuy nhiên với thái độ cũng như là cách hành xử của diễn viên Thương Tính, Tô Hiếu tuyên bố không còn dính dáng đến nam tài tử nữa. Thương Tính sai quá sai, ban đầu tôi là người giúp đỡ anh ấy vì không còn ai giúp, thấy tội. Sau khi xảy ra ồn ào với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, tôi là người tập trung với mong muốn anh Thương Tính rõ ràng chuyện này. Tiền đã đưa, nhận đủ, nhưng nghệ sĩ Thương Tính lại có phát ngôn như vậy là không được. Trịnh Kim Chi cũng người là giúp đỡ anh ấy rất là nhiều. Không cớ gì mà Trịnh Kim Chi lại chu đáo đến như vậy, từ việc mua bảo hiểm đến chuyện giúp Thương Tính làm răng và nhiều thứ khác nữa. Anh Tô Hiếu nghĩ nếu đưa hết cho nghệ sĩ Thương Tính, sợ rằng số tiền đã không còn hoặc sẽ hết sớm thôi. Tô Hiếu bộc bạch. Trước ngày 25 tháng 12, Tô Hiếu cho biết đã cố gắng liên hệ với nghệ sĩ Thương Tính qua số điện thoại mới mà nghệ sĩ đã cung cấp, tuy nhiên không có cuộc gọi nào được bắt máy. Kính thưa quý vị khán giả, ba người đã hỗ trợ giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tính trong khó khăn, nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và MC Phạm Anh, thì ba người này đã giúp đỡ kêu gọi cũng như là hỗ trợ về tinh thần cho nghệ sĩ Thương Tính. Tuy nhiên sau khi ông nhận được tiền và tiêu xài trong 8 tháng trôi qua, đã hết số tiền mà Phạm Anh và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi kêu gọi gần 800 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã từng giúp đỡ. Thì đến ngày hôm nay, sau khi phát ngôn gây sốc của nghệ sĩ Thương Tính làm cho ba người đồng nghiệp của anh cảm thấy là bâng khuâng cái điều đó, một cái điều gì mà họ không dám dính dáng tới nghệ sĩ Thương Tính nữa. Và đàn em cũng rất là tôn trọng nghệ sĩ Thương Tính, cho nên không phát biểu gì hơn và chỉ mong khép lại câu chuyện để cho nghệ sĩ Thương Tính ổn định cuộc sống. Chắc có lẽ là trong câu chuyện của nghệ sĩ Thương Tính thì quý vị khán giả cũng đã biết nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là một trong những người nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng lẽ lấy 200 mấy chục triệu đồng gửi ngân hàng lấy lãi thì một tháng được bao nhiêu? Quý vị khán giả thấy là rất là nhiều cộng đồng mạng bất bình. Bên cạnh đó thì MC Phạm Anh cũng đã dẫn vợ ông khi ông nằm bệnh viện, không có thể trao đổi được thì vợ chồng đồng lòng với nhau. Dù sao đi nữa thì trong cái thời điểm mà nghệ sĩ Thương Tính nằm hôn mê bất tỉnh như vậy, dẫn vợ của ông đi làm tài khoản ngân hàng để kêu gọi, và Mạnh Thường Quân, cộng đồng mạng khán giả đã chuyển cái số tiền hỗ trợ cho gia đình vợ ông cũng như là ông, số tiền là gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên tới ngày hôm nay thì nghệ sĩ Thương Tính bất ngờ chia sẻ là khi tôi
đột quỵ nằm bên viện như vậy mà dẫn vợ tôi đi làm tài khoản ngân hàng riêng. Mãi sau này tôi mới biết được. Thì thử hỏi trong cái lúc thời điểm đó ông phải hỏi vợ ông trong cái nhập viện như vậy tiền đâu chi trả viện phí, và sau khi mà đã xuất viện rồi, đã hết bệnh rồi về nhà thì cái số tiền mà Trịnh Kim Chi quyên góp gần 400 triệu và MC Phạm Anh cũng gần 400 triệu. Vậy ông chi tiêu số tiền đó, ông đã chia sẻ là về quê mua đất để cất nhà, sau này không làm ăn được thì về đó sống về tuổi già. Tuy nhiên bên cạnh đó thì bây giờ là lại là tố ngược lại nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng như là Phạm Anh. Và hôm nay thì nhạc sĩ Tô Hiếu đã từng thương yêu giúp đỡ lo lắng cho ông, thì hiện tại ba người này quay lưng không dám dính dáng vào nghệ sĩ thương tính nữa. Mà cộng đồng mạng đã chia sẻ những cái đóng góp ý kiến nghệ sĩ thương tính cũng không nên phát biểu gì hơn khi trong cái lúc mà hoạn nạn thì có người giúp đỡ mình, cũng như đàn em lo lắng kêu gọi tiền bạc để hỗ trợ cho mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn trong lúc nằm viện. Và tới ngày hôm nay gần 800 triệu đồng thì ông bảo rằng tới ngày hôm nay không còn 1.000 đồng trong túi và thiếu tiền nhà trọ, lại tiếp tục kêu ca hoàn cảnh khó khăn của mình. Bên cạnh đó thì nghệ sĩ thương tính cũng nói là tôi không có đồng ý Trịnh Kim Chi, cô ấy tự nhảy vào làm và không hỏi ý kiến tôi. Vậy thử hỏi lúc mà ông nhận tiền thì ông tại sao ông không từ chối? Và Trịnh Kim Chi cũng dẫn ông đi làm răng và đồng thời mua bảo hiểm cho con ông. Những việc làm tốt của đàn em như vậy tại sao ông không ghi nhận mà bây giờ tố ngược lại Trịnh Kim Chi? Thử hỏi sau này ông có va vấp vào cái hoàn cảnh khó khăn như trước đây nữa thì liệu ai có dám dính dáng tới nghệ sĩ thương tính nữa hay không? Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi làm người tốt cũng không phải là dễ, đứng ra kêu gọi quyên góp, nhưng ngày hôm nay thì chính nhân vật trong câu chuyện đã quay lưng tỏ thái độ nghi ngờ hết người này tới người kia, và bên cạnh đó là hầu như phủ nhận những cái chuyện làm tốt của đàn em đối với mình trong cái thời điểm mà thập tử nhất sinh. Thì quý vị khán giả cũng biết là MC Phạm Anh cũng không nói gì hết, nói bây giờ là những việc làm cho chú thương tính đã xong rồi, bây giờ cần giúp đỡ những người nghệ sĩ khó khăn khác giống như cô Hoàng Lan, chú Mạc Cang, vân vân. Đó, thì MC Phạm Anh và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng không có phát biểu gì hơn, mong câu chuyện khép lại. Cái sự tôn trọng của đàn em đối với nghệ sĩ thương tính như thế, không biết ông có suy nghĩ gì về những cái hành động phát ngôn của mình trong thời gian qua. Liệu mai mốt đây ai có thể dám đứng ra để giúp đỡ ông trong cái hoàn cảnh khó khăn, bế tắc trong cuộc đời của ông như vậy? Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem qua cái phần tin tức. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.